Việt Nam 02-3502.03.2018, cập nhật 13-4902.03.2018, rút ngắn bên cạnh Ngọc Trinh và Angela Phương Trinh. Showbiz Việt còn vô số mỹ nhân táo bạo khi tận dụng đường cong, đốt mắt. Người đối diện, đầu năm mới, hàng loạt sao Việt thi nhau, khoe, thân hình táo bạo. Trong đó có Angela Phương Trinh, nữ diễn viên sinh năm 1995 đăng ảnh chụp từ phía sau nhưng vẫn để lộ đường cong cực nóng bỏng. Sau thời gian tập luyện chăm chỉ, người đẹp có được vóc dáng đồng hồ cát cùng vòng ba quyến rũ, được xem là siêu vòng ba mới của showbiz Việt. Ngọc Trinh khiến công chúng nóng bỏng mắt khi nút 100%, khoe trọn đường cong gợi cảm, quyến rũ sau lớp vải ren mỏng manh. Đây là những hình ảnh được nữ diễn viên vòng eo 5-6 chụp từ 3 năm trước để lưu giữ vẻ đẹp thanh xuân. Chỉ với một bộ ảnh khỏa thân táo bạo nhưng đầy nghệ thuật, người đẹp ngay lập tức lại gây sốt trên cộng đồng mạng trong những ngày qua. Ellie Trần khiến cộng đồng mạng ngẩn ngơ với hình ảnh khoe hình thể cực nuột nà dù đã có 2 con. Chưa kể, nữ diễn viên còn không ngần ngại bán nút, khoe trọn đường cong nóng bỏng với hành động vén áo khoe đôi gò bồng đảo căng tròn. Minh Tú khiến công chúng phải ngạt thở trước vẻ sexy của mình. Cựu huấn luyện viên The Face Việt Nam dành nhiều thời gian trong phòng gym để luyện tập và ăn uống điều độ. Nhờ đó không khó hiểu khi siêu mẫu từ vòng một khiêm tốn, sau một thời gian đã sở hữu vòng một quyến rũ chết người này. Mặc dù mang thai được 5 tháng, Hà Anh vẫn không ngần ngại thực hiện bộ ảnh nút nóng bỏng. Từ sau khi biết mình có em bé, siêu mẫu sinh năm 1982 lên kế hoạch ăn uống hợp lý để làm sao vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho con mà mẹ không tăng quá nhiều cân. Mai Ngô đầy táo bạo trong bức ảnh khoe thân hình nóng bỏng, không còn là cô gái có thân hình đầy đặn, học trò Lan Khuê, lột xác, mạnh mẽ để sở hữu vóc dáng nuột nà như hiện tại, không hề thua kém bất kỳ đàn chị nào trong showbiz. Sở hữu thân hình gợi cảm và cân đối, Khánh My không ngần ngại khoe trọn cơ thể đường cong chữ S quyến rũ của nữ người mẫu khiến bao cô gái phải mơ ước. Khánh My Vũ Ngọc Anh là một trong những mỹ nhân sexy nhất showbiz Việt khi luôn xuất hiện với hình ảnh vô cùng quyến rũ. Phương Linh khéo léo vén bức màn che thân, tuy không để lộ quá nhiều nhưng cư dân mạng vẫn phải thổn thức trước đường cong nuột nà của giọng ca cơn gió la. Phương Linh Minh Triệu là một trong những người mẫu cá tính nhất showbiz Việt khi sở hữu nước da ngăm cùng thần thái quyến rũ chết người. Bức ảnh bán nút của cô khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi khi không phô diễn đường cong một cách quá đà mà vô cùng tinh tế. Chưa bao giờ công chúng thấy diễm mi 9X táo báo và quyến rũ đến vậy. Tuy vẫn mặc áo nhưng nữ diễn viên cô ba xài gòn khiến người đối diện bỏng mắt trước đôi gò bồng đảo của mình. Nguồn: Sao Sen AA.